Xin chào anh em ngành nhôm kính, mình bên Thanh Phúc ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh, chuyên cung cấp các loại đột dập, máy sản xuất cửa nhôm, nhôm sinh pha nhập khẩu, nhôm cao cấp quyết đông, phụ kiện kim long chính hãng, phụ kiện kim long loại 2, phụ kiện silico, tất cả các loại ke nhảy, ke ép gốc, ke ma thuật, ke lục giác đều có đầy đủ. Xin giới thiệu với anh em, đây là cái con đột dập khóa, chuyên dập khóa cho nhôm sinh pha trong nước hay sinh pha nhập khẩu gì đều dập được hết. Tổng của nó là 17 dao ha. Rồi sau đây thì mình sẽ test dập từng cái cho mấy anh em cùng tham khảo. Anh em có nhu cầu về các loại đột dập, dập khóa thì liên hệ qua bên Thanh Phúc ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cây cánh cửa sổ hay sinh pha trong nước hay sinh pha nhập khẩu đều dập được hết. Đây, để coi luôn. Đây, cái đường dập nó rất là ok. Đây là dập tay nắm đa điểm cửa sổ mở quay, cánh cửa sổ mã số 8092. Anh em lưu ý khi mình rút ra thì mình phải nhớ là đút cái mẫu vô, nếu mình không đút vô thì nó sẽ dễ bị lỗi. Đút vô xong rồi mình siết nhẹ thôi, không cần phải siết chặt, vừa chạm là được. Đây là cái dao thứ hai, đây là dao thứ nhất, đây là dao thứ hai là nó là cây lỗ bản lề, cánh mở trong, cánh mở ngoài, có thể là dập cánh với khung vẫn được. Rất là chuẩn, rất là tròn và rất là đẹp ha. Anh em có nhu cầu thì ủng hộ bên Thanh Phúc quận 7 thành phố Hồ Chí Minh, chuyên cung cấp các loại đột dập loại nào cũng có. Đây là cái đột dập chuyên dập khóa rồi nó có thêm tính năng là dập bản lề, lỗ bản lề, mở trái mở phải, mở trong mở ngoài, khung bao cánh, cánh và cánh. Tổng cộng lỗ bản lề nó có 4 dao, 2 dao bên trái, 2 dao bên phải. Dao thứ ba cũng là dao bản lề bên khung bao. Cái lỗ rất là tròn mà đẹp. Đây là cái khung 33318. Lỗ bản lề. Dao thứ tư là cái chốt sập cửa lùa. Một cái chỉ dần dập một cái thôi. Chốt sập cửa lùa thì nó phải có 3 dao kết hợp, một dao dập một cái xong rồi lên đây mình dập thêm 2 cái nữa. Lưỡi gà thì nằm dao trên này. Anh em có nhu cầu thì ủng hộ. Đây là cái dao thoát nước của khung 3 của sâu mở. Rồi. Cái cánh trên cửa đi lùa 1.8L nhôm sinh pha nhập khẩu, dập trên này luôn, rút ra dập trên này. Đút cái mẫu vô, anh em nhớ là dập xong phải đút cái mẫu vô. Nếu mình quên đút mẫu thì dao nó sẽ bị gãy. Đút mẫu mình canh ngay cái mẫu là ok. Đây là máy dập thủy lực chuyên dập khóa nhôm sinh pha nha anh em. Lưỡi trên này mình phải dập 2 lần. Quay đầu lại dập một lần nữa, xong rồi dập lưỡi gà luôn, đút vô dập lưỡi gà luôn. Anh em có nhu cầu ủng hộ mấy cái đột dập đa năng hoặc là đột dập ca nhảy thì cứ liên hệ bên Thanh Phúc quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Bên đây chuyên cung cấp các loại đột dập, các loại máy sản xuất cửa nhôm, nhôm sinh pha nhập khẩu, nhôm cao cấp quyết đơm, phụ kiện kim long chính hãng, phụ kiện kim long loại 2, rồi phụ kiện silico, các loại ke nhảy, ke ép gốc, ke ma thuật, ke lục giác đều có. Cái đột dập này là 17 dao anh em. Dập rất là chuẩn mà đẹp, dập máy thi lực, không cần dùng hơi. Tất cả các mẫu là mình gắn sẵn vô đây là rất là dễ dàng sử dụng anh em. Mẫu là mình gắn sẵn vô hết, mình cứ áp dụng theo mẫu mình dập thôi. Rồi dập tiếp tục. Đây là dập bụng khóa, cánh mở trong mở ngoài. Bụng khóa thì nó có trái phải thì... trong ngoài thì nó có 2 cái dao bụng khóa. Dao số 5 và dao số 7 là 2 cái bụng khóa. Dao số 4 là lùa 93, chốt sập lùa 93. Được. Đây dao này là bụng khóa đây. Dao số 5 và dao số 7, dao số 6 và dao số 8 là dập cái lõi khóa. Còn dao